phát bệnh tâm thần vì có vợ quá xinh đẹp, tháo vát. Trong đầu của gã lúc nào cũng nghĩ vợ mình là đứa lăng loàn, vì chị vô cùng xinh đẹp. Trong khi bản thân gã chẳng khác thì gã ăn mày vớ được công chúa. Bỗng dưng một ngày, gã phát điên. Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương, phóng viên được các bác sĩ ở đây kể về một trường hợp người chồng phát điên vì vợ quá xinh đẹp. Câu chuyện về người đàn ông này không biết nên thương hay nên trách. Tuy nhiên, xét cho cùng căn bệnh liên quan tới thần kinh khó chữa này, hàng ngày vẫn nhấn chìm gã trong mê cung của những ảo tưởng mà chính bản thân gã không tìm thấy lối thoát. Phát điên vì lấy vợ quá xinh đẹp. Chúng tôi đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương vào một ngày đầu hè nắng gắt. Chỉ mới vừa bước tới cổng, ai trong số chúng tôi cũng đều cảm nhận được cái điên điên, khùng khùng ở nơi đây nhờ đủ thứ âm thanh hỗn tạp cứ trộn vào với nhau. Nào là tiếng gào thét, nào là tiếng khóc lóc inh ỏi, kể cả những lời van xin vô tội vạ, hoặc là có những bệnh nhân tự đập đầu vào tường. Khi có người lạ đến, hàng tá bệnh nhân gào thét, những cánh tay vươn xa ra ngoài cổng sắt như muốn cầu xin để thoát ra khỏi vòng xiềng xích của một cái án suốt đời mang tên là bệnh điên. Ngồi trong phòng chờ của bệnh viện, chúng tôi được nghe một trường hợp không nên biết cảm thông hay chê trách về một người đàn ông trung tuổi đã phát điên do cô vợ quá xinh đẹp. Phóng viên nhìn gã, một gã điên giống như kẻ bị mắc bệnh tâm thần khác. Đôi mắt luôn đảo điên liên hồi, thi thoảng chúng lại nhìn xa xa vào một khoảng không vô định như chính bản thân gã đã vô tình đánh mất đi lương tri của một con người bình thường. Gã nói những câu chẳng có đầu có đuôi, thi thoảng làm nhả một câu nói gì đó liên quan tới việc của hắn, hoặc những khoảnh khắc gã im lặng mà ôm mặt khóc nức nở. Không biết trong tâm khảm của một người đàn ông từng trải như gã nghĩ gì, nhưng chắc hẳn hắn mông lung lắm mới đủ sức khiến gã nức nở như một đứa trẻ lên ba, cho dù gã chẳng biết mình là chính mình. Tiếp chúng tôi là người thân của gã, chị H, đã lặn lội từ Hải Dương lên đây thăm em trai của mình. Trong cái nắng gắt, mồ hôi của chị nhễ nhại nhưng kèm theo là những giọt nước mắt rơi lã chã vì thương em trai. Nó lấy vợ muộn lắm, vợ nó kém nó vài tuổi nhưng được cái quá xinh đẹp tháo vát, nên gia đình ai cũng yêu thương hết. Ai cũng mong cho đời sống vợ chồng nó được hạnh phúc. Nhưng mà ai ngờ. Chị hát thở dài. Tiếng thở dài của chị được chấp nối thêm nhờ những tiếng làm nhảm của đứa em trai ngồi bên cạnh. Con Tê, tên người vợ, nó đi với trai, mình ở nhà đổ vỏ cho nó. Gạt đi giọt nước mắt tức tuổi, chị hát kế tiếp. Thằng em mình thì nó không phải đẹp trai, nhưng nó cũng chẳng thua kém bất kỳ ai. Nhưng khổ nỗi vợ nó đẹp nhất nhì cái làng nhà mình, không hiểu vì lý do gì phải đến hơn 30 tuổi nó mới chấp nhận lấy chồng. Chị hát tâm sự, hôn nhân của em trai với vợ cũng chẳng phải là tình yêu, nó chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép do cả hai đều quá lứa. Đã lâu quá rồi cái tuổi có thể kén cá chọn canh. Tuy nhiên, phải nói rằng em dâu mình rất ngoan, không hề có điều tiếng gì cả. Tất cả chỉ do thằng em của mình mà thôi, chị hát cho biết, cuộc đời còn lại của một gã điên. Chẳng là chị vợ quá xinh đẹp, còn gã chẳng khác gì một gã ăn xin mèo mù, vớ được một nàng công chúa. Cũng chính vì vậy, từ lúc có vợ về, gã luôn có tư tưởng vợ mình lăng nhăng, bồ bịch. Thời gian đầu thì chỉ chiết mắng chửi, về sau tần suất tăng dần, gã đánh đập người vợ xinh đẹp của mình chẳng khác gì kẻ thù. Thật sự mà nói, lúc đầu em mình nói với vợ bồ bịch bên ngoài là người nhà chẳng tức. Thậm chí lúc đó nhà mình còn ủng hộ để em trai dạy vợ. Nhưng rồi đến một ngày nhà mình bị vỡ lẽ, em dâu mình chẳng có gã đàn ông nào cả, tất cả chỉ là do em trai mình đa nghi rồi tự nghĩ ra mà thôi. Chị H buồn bã tâm sự. Vợ gã đi làm xa, còn gã ở quê kinh doanh. Cũng vì nguyên nhân đó, gã luôn tự nghi rằng con vợ mình xa chồng kiểu gì chẳng có bồ bên ngoài. Phóng viên hỏi gã, vì sao anh chắc chắn vợ có bồ? Gã trả lời bằng cái giọng nhẹ nhẹ, câu nói cụt lùn. Nó đẹp như thế thì kiểu gì chẳng có trai theo. Tôi biết, tôi biết. Lời khẳng định của gã được đẩy lên cao trào. Tôi mà gặp nó, tôi giết chết để nó không còn theo trai được nữa. Chị H ngồi bên cạnh nhìn em trai mà ứa nước mắt. Nó cứ như vậy đấy, không biết chị phải làm sao. Có lần ở quê nó đi uống rượu say về, thấy vợ không có nhà, nó lồng lộn lên ghen tuông. Nó đứng trước cửa nhà chửi cả làng, cả xóm, chửi đứa nào cặp kè với vợ nó. Có lần nó còn tưởng anh hàng xóm là nhân tình của vợ, thế là nó xông vào đánh đập người ta, chửi bới người ta. Người hiểu chuyện thì chả nói, gặp những người nóng tính họ chửi lại cho. Có người còn đánh cho một trận, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Chị H cho biết, căn bệnh của gã đến một ngày, đến người nhà cũng không thể nhìn bệnh được. Gã bệnh khệnh khạng trên những con đường làng, cầm chai rượu tu ừng ực, vừa đi mà vừa chửi. Gã chửi làng chửi xóm, chửi bất kỳ ai là đàn ông, chửi từ người già cho đến loi choi. Bởi gã tưởng rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều là nhân tình của vợ gã. Phóng viên hỏi chị H về chị vợ liệu có thật sự có nhân tình hay không. Chị H khẳng định, em nó không có đâu. Nhưng nếu bây giờ em nó có thì chị cũng ủng hộ vì nó khổ quá rồi. Thằng em mình sai hoàn toàn mà,
trước ở nhà, nó đánh đập vợ nó nhiều đến nỗi gia đình ai cũng bất bình, nên giờ em dâu quyết định sao, gia đình cũng không cản. Chị Hát thở dài. Chia tay phóng viên, gã vẫn năn nỉ cho về quê để ba mặt một lời với vợ. Thì thoảng, hắn lại rít lên những khẩu ngữ không ai hiểu. Đôi mắt tháo láo của Hát luôn nhìn về phía trước mà nguyền rủa, tao giết chết mày.